www.thesound.com. Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì quay trở về với khu vực của thành phố mới Bình Dương và một cái video tâm điểm về trung tâm thương mại Aeon Mall thành phố mới mà tôi đã từng giới thiệu cho anh chị từ cái bữa mà khởi công xây dựng, thì hiện tại cái tiến độ nó như thế nào. Ngày hôm nay quay trở về với khu vực này để cập nhật cái tiến độ của trung tâm thương mại này cho anh chị xem. Thì như anh chị quan sát thấy ở phía bên dưới hiện tại đã được lên phần thô lên tầng 2 và chuẩn bị lên tầng 3 rồi anh chị nhé. Với cái quy hoạch của trung tâm thương mại phát triển của chủ đầu tư bên chỗ BKB Tokyo phối hợp với nhau, đây là một trong những cái chủ đầu tư phát triển về thành phố mới Bình Dương. Hơn 10 năm hình thành và phát triển thành phố mới, hiện tại chỉ có duy nhất chủ đầu tư này là mang tới những cái điểm nổi trội tại thành phố mới để thu hút dân cư về ở, cũng như là những cái hoạt động phát triển về thu hút dân cư trung tâm thương mại ở khu vực này, với những cái tên nổi tiếng như những cái dự án nổi bật như sát bên trung tâm của thương mại này, anh chị sẽ thấy đó chính là chung cư Sora Garden và kết hợp với những cái khu nhà ở thương mại của Midori và khuôn viên quy hoạch trung tâm hành chính của thành phố mới, và cũng như là những cái hoạt động vừa rồi tôi đã có quay cho anh chị, đó chính là khu vực food court của Hikari mà anh chị nào chưa xem thì có thể là bấm like chia sẻ video cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh vào trong một video của Bình Dương Land Review để anh chị có thể tham khảo về khu vực food court Hikari. Và đây là cái điểm check-in mới của giới trẻ và rất nhiều những cái bạn trẻ hiện tại với những cái thương hiệu lớn như là từng giới thiệu với anh chị, đó chính là những Pizza for Bees, Coffee House, và đây phát triển một trong những cái điểm nhỏ phát triển thành phố mới cũng như là trung tâm thương mại của Sora Garden SC trở thành một cái khu phức hợp bách hóa tổng hợp. Anh chị có thể mua bất cứ những cái gì tại khu vực này. Với quy hoạch của trung tâm thương mại Aeon Mall thành phố mới trên cái khu đất khoảng 5.000 m² và với cái diện tích sàn được quy hoạch rồi tổng khoảng 21.500 m², thì ở bên trong này sẽ có khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, mua sắm, ẩm thực, rất là nhiều những tiện ích để anh chị ở khu vực của thành phố mới có thể khỏi phải đi xa. Lên khu vực của Aeon Mall của Thuận An thì khá là xa, cũng như là hệ thống giao thông tắc đường ở khu vực ngã tư, nút giao thông khu vực giờ điểm như 6 giờ tan tầm, 6 giờ 8 giờ rất là đông, thì anh chị có thể chọn cái phương án này. Và với gần 1 năm kế hoạch và xây dựng thì hiện tại bây giờ gấp rút triển khai cả ngày lẫn đêm, như anh chị quan sát thấy ha, cũng đang cố gắng gấp rút để có thể hoàn thành trong năm 2023 đi vào hoạt động của trung tâm thương mại Aeon Mall này. Và hiện tại anh chị quan sát thấy với những cái điều mà phát triển kế hoạch của tỉnh Bình Dương cũng như là phối hợp với lại những chủ đầu tư bên nước ngoài, buổi tối anh chị nhìn quan sát thấy về cái mật độ dân cư về trong trung tâm thành phố mới để vui chơi ăn uống cũng rất là lớn nha anh chị nha. Và đặc biệt là những cái địa điểm này, mai mốt sẽ là thứ nhất là Aeon Mall Bình Dương và khu vực khuôn viên của 1.000 hecta công viên của thành phố mới, đó có những cái rất nhiều những cái hạng mục nhà hàng quán ăn từ cao cấp cho tới bình dân phục vụ cho quý khách hàng ở đây. Buổi tối nhìn toàn bộ khu vực thành phố mới đèn sặc, anh chị có thể quan sát thấy ha, rất là đẹp rồi. Cho nên rằng những cái bước phát triển mới tiếp theo sẽ thúc đẩy về cái giá đất nếu mà Aeon Mall này phát triển thêm. Hiện tại bây giờ thì tôi đang có một cái sản phẩm ngang 7.5/20, giá đơn giá của chủ bán ra cũng đang rất cần tiền, với giá chỉ có 20 triệu một mét vuông, tức là 3 tỷ đồng cho một cái sản phẩm biệt thự cách của cái Aeon Mall này rơi tầm khoảng có 2-3 cây số thôi. Hiện tại thì cái chung cư Sora Garden này anh chị quan sát thấy hai phòng ngủ đang được giao dịch với cái giá rơi tầm khoảng từ 2 tỷ rưỡi trở lên hết rồi. Với cái mức giá như vậy thì anh chị có hoàn toàn có thể mua một cái lô đất để chúng ta có thể để dành làm của đầu tư xây biệt thự. Với cái phân khúc giá hiện tại trung tâm thành phố mới với đầy đủ những cái trung tâm thương mại tiện ích và khu nhà ở cao cấp, anh chị có thể mua với cái giá khoảng 20 triệu như thế này thì cũng rất là tuyệt vời cho anh chị nha.
Hiện tại thì ngoài những cái sản phẩm này, tôi có những cái sản phẩm khác cao hơn, vị trí cũng đẹp hơn nhưng mà giá tiền sẽ cao hơn. Ví dụ như anh chị đang tham khảo về Kunvin, những cái đầu tư trong giai đoạn bất động sản mà giá chậm như thế này, thì tôi khuyên anh chị, đây là chúng ta đang tích lũy cái tài sản và tiền anh chị là tiền dư, không nên vay ngân hàng đầu tư trong giai đoạn này. Thứ nhất là ngân hàng cũng không có room tín dụng mở cho anh chị ha. Thứ hai nữa là về cái giá hiện tại bây giờ, nếu anh chị mua đầu tư mà dùng đòn bẩy tài chính của ngân hàng thì lãi suất rất là cao, trừ chi phí và cũng như là anh chị phải bỏ ra một khoản tiền để mua những cái phần định giá cũng như là bảo hiểm của ngân hàng thì anh chị sẽ không có bao nhiêu lời đâu. Đây là cái phần tích lũy, trừ khi những anh chị nào muốn mua ở tại khu vực thì anh chị có thể là mua, còn không có thì anh chị không nên đầu tư bằng phương án đầu tư ngân hàng anh chị nha. Đó là lời khuyên dành cho anh chị. Hiện tại bây giờ cái sản phẩm đó là hiện tại 20 triệu là thấp nhất hiện tại tôi đang sở hữu tại khu vực của thành phố mới Bình Dương này để có thể bán lại cho anh chị. Với cái vị trí cửa ngõ giáp ranh từ khu vực thành phố mới và khu vực Phú Mỹ cũng như là kết nối về khu vực Định Hòa. Đây là cái nút giao thông mà xây cái trung tâm thương mại rất là phù hợp với những cái tuyến giao thông rất là lớn. Là anh chị di chuyển về đây đông không bao giờ sợ kẹt xe cũng như là anh chị vui chơi rất là thoải mái tại khu vực. Nếu như mà anh chị đang quan tâm những cái sản phẩm tại khu vực của thành phố mới Bình Dương thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0353 899 666. Chúng tôi sẽ tư vấn cũng như giới thiệu cho anh chị một cách chu đáo nhất và với cái giá là chủ đưa ra. Nhưng mà nếu mà anh chị thích cái sản phẩm đó, tôi sẽ cố gắng làm sao để deal cho anh chị một cái giá tốt nhất có thể giữa đôi bên, cũng như là tôi đứng giữa thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái điều thực tế nhất để anh chị đầu tư không có phải bị dính vào những cái quy hoạch, cũng như là anh chị đầu tư không có bị là lệch giá so với thị trường quá cao. Đó là cái điều mà tôi cam kết với anh chị trong cái phần mà phương án đầu tư cũng như là định giá bên Bình Dương Land Review. Cho nên là chúng ta hãy an tâm về vấn đề đó anh chị nha. Và với cái góc ngã tư từ Võ Văn Kiệt và vào với đường tuyến đường của Lê Lợi đi về tuyến đường Hùng Vương, những cái tên là cái tuyến đường huyết mạch của trung tâm hành chính mà tôi đã từng giới thiệu cho anh chị rất nhiều rồi. Và trong ban đêm như thế này thì chúng ta sẽ quan sát thấy một cái không gian cực kỳ là mát mẻ, thoáng đãng, không có khu công nghiệp sát bên. Và cũng như là những cái trung tâm tiện ích như thế này thì năm sau khi mà hoàn thành cái mall này thì giá đất tại khu vực của thành phố mới Bình Dương, đặc biệt là quanh khu vực tái định cư, sẽ phát triển thêm nữa anh chị nhé, không có mức giá dưới 20 triệu đâu. Cho nên là chúng ta hãy nắm bắt những cơ hội này để đầu tư làm sao nó phù hợp với cái tài chính của mình, không bị quá tham vọng. Và nếu như mà anh chị đang có những cái sản phẩm hoặc là những cái bất động sản quanh khu vực này cần ký gửi thì anh chị có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo anh chị nhé. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và cũng như là đầu tư thông minh, hiệu quả và thành công. Hy vọng có cơ hội được hợp tác với anh chị trong một tương lai gần nhất, có một cơ hội nào đó gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ những thông tin về bất động sản. Và nếu cần review hoặc là đào tạo bất động sản, anh chị có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua số hotline 0353 899 666. Rất cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cũng như là theo dõi kênh liên tục, ấn like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi có nhiều động lực quay cho anh chị những cái khu vực và cũng như cập nhật cái tình hình bất động sản để chị có cái nhìn tổng quan nhất, cụ thể nhất và không có những cái thông tin mà sai lệch nhất cho anh chị nha. Và bây giờ mời anh chị xem một số cái hình ảnh của trung tâm thương mại này. Hẹn anh chị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.